Em Đức Hải Dương xin gửi lời chào toàn thể quý chị và các bạn đã quay trở lại với kênh mua bán trao đổi ô tô cũ của Em Đức Hải Dương. Mới nhất trong ngày hôm nay, Em Đức Hải Dương lại lên sóng và chia sẻ cho tất cả quý chị và các bạn thêm một mẫu xe sedan hai đầu. Chiếc này được mang tên là Toyota Vios, sản xuất năm 2011 với phiên bản số tự động, máy 1.5 anh em nhé. Và giá thì hiện tại bên Em Đức chào bán giá cực kỳ hợp lý luôn. Chiếc xe này thì Em Đức sẽ cam kết và bảo hành cho tất cả quý chị và các bạn là xe không đâm đụng, không tai nạn, không tỉ kích. Máy zin các bác nhá, keo chỉ zin. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên, Kinh Môn, Hải Dương hoặc ga Phú Thái, Kim Thành, Hải Dương. Liên hệ trực tiếp Em Đức qua số điện thoại là 0962 567 089 để được kết nối Zalo trực tiếp hoặc là Facebook nhé các bạn nhé. Thì Em Đức sẽ gửi hình ảnh chi tiết về cái mẫu xe Toyota Vios bản G xịn anh em nhé. Và chiếc xe này thì không có chạy dịch vụ, không chạy taxi, xe thì còn rất là đẹp. Tầm tiền mà 300 hơn 300 triệu thì cái mức giá của cái dòng Vios 2011 này thì Em Đức là đánh giá là nó khá hợp lý. Thứ nhất là nó rất là bền bỉ anh em nhé, máy cực êm luôn. Xe rất đẹp anh em nhé. Tổng thành về sơn vỏ thì chiếc xe này thì theo Em Đức đánh giá là nó khá là bóng, khá là ok, về phần sơn là khá ok. Đấy, anh chị và bạn chúng ta mua về cũng sẵn đổ xăng thôi. Đấy. Thì với chiếc xe này thì đã được nhà sản xuất trang bị bấm đúc phanh đĩa 4 bánh rồi, ABS, chống co cứng. Đấy, và túi khí an toàn. Và giá thì bên Em Đức đang chào bán cực kỳ hợp lý luôn, chỉ có 319 triệu đồng. Trong đó là đã có phí giữ hồ sơ hoặc công chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Anh chị và các bạn là chúng ta mua về chỉ việc sẵn đổ xăng thôi các bác nhé. Chiếc này là máy zin, máy số zin theo xe luôn, bảo hành cho anh em. Gương kính chỉnh điện theo xe hết. Đấy, không phải lâng độ gì cả. Thường thì bản đủ thì bao giờ nó cũng đắt hơn những cái bản thường kia. Đấy, thậm chí đến vài chục triệu đến trăm triệu các bác nhá. Nên là cùng form dáng thôi, nhưng mà chiếc xe thì nó được mang trên mình là độ nguyên bản theo nhà sản xuất, không có lâng độ gì. Giá 319 triệu, bao hồ sơ, bao công chứng ủy quyền cho tất cả quý anh chị và các bạn trên toàn quốc. Xe còn rất là đẹp luôn. Cụm đèn pha các bạn ạ. Qua 9 năm sử dụng rồi nhưng cụm đèn pha của em nó cũng khá là ok. Đấy. Gương tích hợp xi nhan. Và dáng em nó thì cũng rất là đẹp. Đây các bạn ạ. Mặt cản ga lăng khá là lớn để đón tạm nhiệt con gió ngoài vào. Cụm đèn pha các bạn ạ. Và bộ mâm đúc của nó là vành của nó là 15 anh em nhé. Đấy, 15. Lốp thì 185-60 D15. Đấy. Thì bản thân cái dòng bản đủ thì bao giờ nó cũng được trang bị cụm phanh ABS bên trong anh em. Đấy, phanh đĩa anh em nhé, 4 bánh. Và đèn xi nhan, đèn tích hợp xi nhan anh em nhé, đèn tích hợp xi nhan. Đăng kiểm thì chiếc này cũng khá là dài, đến tháng 4 năm 2021 anh em chúng ta chơi thoải mái luôn. Đấy. Và cái điểm tâm ở giữa một cái phần cửa của chiếc xe này thì cũng được bác chủ nhân
dán thêm cái gọi là cái này, nó là cái này nó để chống gọi là va đập anh em nhé. Cái phần này là nó rất hay bị va cọ vào phần này, thì nó sẽ chống coi như là xước vào xe anh em nhé. Và đây, đây là lốp sau được trang bị phanh đĩa từ đầu luôn theo nhà sản xuất. Đấy, na răng đúc nguyên bản theo xe. Và chiếc xe này thì kính của nó thì em vẫn thấy là vẫn là kính zin của nó anh em ạ. Kính zin anh em nhé. Đấy, tappi thì 4 tappi nguyên bản theo nhà sản xuất 2011. Tốc độ như chiếc xe này sẽ đa số là xe gia đình. Xe gia đình thì mới có được cái nội thất mà tappi nó nguyên bản như này anh em nhé. Tappi của nó nguyên bản luôn. Đấy, nó không bị sất soát. Đấy, nó chỉ gọi là mờ theo thời gian thôi anh em nhé. Ghế da, chiếc này thì được trang bị sàn nót mì tôm anh em ơi. Cái sàn nót mì tôm này thì rất là dễ chịu. Đấy, rất là thơm. Ghế da trần nỉ anh em nhé. Ghế da trần nỉ. Và mức giá thì em Đức cũng thấy là hợp lý, 319 triệu số tự động anh em ạ. Đấy, củ số là đây. Mấy mẫu xe này thì đã được nhà sản xuất trang bị hộp số tự động 6 cấp bản zig zag anh em nhé. Bản này bản zig zag. Đấy, bản thể thao. Đấy, tại vì sao thì tí em Đức sẽ hướng dẫn cho các bác. Đây là cái ngăn này là ngăn P là có dừng xe. Và đây là ngăn R là lùi các bác nhé. Và cái chữ xanh này, chữ N này, nó là more, nó đen xanh đỏ. Và cắm vào đây là số 3, tức là cắm vào chữ D này thì bao giờ nó là hoạt động theo nguyên lý của nhà sản xuất. Còn chúng ta kéo về góc này, nó là N đấy anh em ạ. N là số 1 đấy anh em nhé. 1, 2. Đấy, cái bảng số này thì khá là ok. Điều hòa, hệ thống điều hòa, màn hình cam đuôi đầy đủ anh em nhé. Và đây là một cái túi khí an toàn của trong xe. Đây nó còn một cái hốc để cốc nước, cốc anh em chúng ta đi đường dài có thể để một lon một hốc như thế này. Bật cái quạt điều hòa vào đây thì cái cốc nước rất mát anh em nhé. Chiếc xe này thì nội thất thì em được đánh giá khá ok. Màn hình rồi anh em nhé. Đấy, vô lăng này nó là vô lăng méo 2010 thì dòng Toyota Vios này thì nó lên một cái vô lăng rất là mới, rất là đặc biệt. Vô lăng nó gọi là vô lăng méo anh em nhé. Đấy, khác rất là nhiều. 2009, 2010 thì vô lăng cùng. Nhưng 2011 là nó có hai form anh em nhé. Đấy, 2011 là có một bản vô lăng như thế này. Bản này vô lăng tích hợp túi khí an toàn và hệ thống chỉnh nghe nhạc theo xe. Đấy, vô lăng này nó gọi là vô lăng méo anh em nhé. Da thì nó vẫn là da xịn theo xe. Đấy, vì chiếc xe này thì được mang tên một chủ từ đầu đến bây giờ. Đấy, hệ thống đi xe còn khá là ok anh em ạ. Trần nỉ anh em nhé. Xe thì còn rất là đẹp luôn. Đấy, máy thì con này êm tít tịt luôn. Cửa thì đóng rất hít anh em nhé. 4 tappi nỉ hết anh em nhé. Đây, thì những chiếc xe mà chạy dịch vụ qua dịch vụ taxi của gia đình hoặc là taxi của công ty thì nó sẽ không có được một cái phần nội thất mà nhựa nguyên bản nó xe như này anh em này. Nó rất là sáng. Đấy, nó rất là thơm. Đấy, nhìn nó rất là khôn anh em nhé. Nó không bị dại. Khi mà thí dụ như là những chiếc mà xe mà chạy dịch vụ taxi thì thường bao giờ nó anh em bọn em thì phun sơn lại nhưng mà nó không được khôn như này anh em, không được khôn như này. Đấy, nhưng mà thực sự ra là tiền nào vải đấy thôi. Các bác thích đồ rẻ thì tất nhiên là buôn bán thì bọn em phải phục vụ tất cả. Đấy, cái nghề buôn bán mà các bạn, phục vụ tất cả các bác quý khách, từ những người có điều kiện ít tiền thì chúng ta sẽ chơi kiểu ít tiền, và nhiều tiền thì chúng ta lại chơi theo kiểu nhiều tiền.
Đây các bạn, đây cái nội thất của nó rất là khôn nha anh em nhé, nội thất rất là khôn luôn. Đấy. Thì cái dòng xe này thì nó không chạy dịch vụ, không chạy taxi, mà nó chỉ gọi là để phục vụ gia đình thôi. Điều hòa thì vẫn là hai đằng trước thôi, nó chưa có vùng điều hòa vùng sau anh em nhé. Đây là cái cốc mà chúng ta để cốc nước ở đây này, đóng vào khá là ok. Thì thật ra sự ra là một dài một thời gian cũng khá là dài, em Đức cũng chưa lên sóng thì thật sự em Đức bận rất là nhiều việc, và hôm nay em Đức lại trở lại với quý chị và các bạn giới thiệu thêm những mẫu xe mới nhất bên em đang về. Chiếc xe này thì đã được gắn cảm biến đôi anh em ạ, cảm biến đôi anh em nhé, cảm biến đôi, và đây là cụm đèn hậu đằng sau rất là sáng luôn. Đấy, đèn hậu sau anh em ạ. Form xe thì còn rất là căng luôn. Anh chị và bạn chúng ta mua vào chỉ việc sẵn đồ xăng thôi, tổng thành về nội thất bên trong bên ngoài chiếc này thì em Đức cam kết và bảo hành cho anh em là chúng ta về sẵn đồ xăng luôn. Và em Đức phát hiện ra là cái này bị thiếu một cái vè mưa anh em nhé, thiếu một cái vè mưa đây, thiếu vè mưa của bên cửa phụ đấy quý chị và các bạn nhé. Anh chị và bạn yên tâm một điều là mua xe bên em Đức là bọn em Đức sẽ làm cho chị và các bạn hoàn chỉnh hết vấn đề đặt vặt đấy. Đức sẽ mở cốp lên các bạn nhé, mở cốp lên. Đây các bạn. Đấy, xe gia đình ấy, bao giờ nó cũng nhìn nó cũng rất là ấy. Đây. Từ những cái nỉ theo xe anh em nhé, từ những cái nỉ theo xe nguyên bản luôn đấy, và một quả la răng đúc nguyên bản theo nhà sản xuất anh em nhé, theo xe luôn đấy, xe được trang bị đầy đủ 5 mâm đúc xịn theo xe. Về phần nội thất thì chiếc này anh em miễn bàn rồi, chúng ta không bàn về nội thất của nó, còn zin luôn, chưa gọi là một phẩy một vết sơn vào đây cả anh em ạ. Đây em cứ quay rất sát để cho chị và các bạn cảm nhận. Anh chị và bạn chúng ta mà đến xem xe thì với mẫu xe Vios 2011 này thì mua về sử dụng gia đình thì em được thấy là khá là ok. Kính anh em ạ, vẫn là kính zin anh em nhé, kính của Toyota zin luôn, đi xịn luôn các bác nhé. Bộ bè chắn mưa này thì nhìn nó cũng rất là dễ nhìn, nó có cái màu hồng. Thất của nó thì khá ok anh em, từ những cái đường gân guốc này anh em ạ, đây sơn của nó này rất đẹp luôn anh em nhé. Đây và tem của nhà sản xuất đây, Suzuki năm 2011 anh em ạ, đấy 2011. Gương kính chỉnh điện theo xe anh em nhé, gương kính chỉnh điện theo xe. Em sẽ chở bác lắp xem khoang máy, khoang động cơ. Bác này bác lại chơi quẩy ngân các bác nhé, đây, quẩy ốc xin, hệ thống máy đây, và Đức sẽ vào lổ máy nhé cho chị và bạn chúng ta nghe tiếng động cơ. Máy con này thì êm lắm các bạn, êm cực kỳ luôn, điều hòa mát rét. Đồng hồ thì không báo một lỗi gì anh em nhé, màn hình cam nồi đầy đủ hết đây các bạn. Xe cũng rất đẹp luôn.
Đèn thì đã được bác chủ nhân lên bộ đèn rất sáng rồi. Và một lần nữa em Đức Hải Dương chân thành cảm ơn quý chị và các bạn là luôn luôn theo dõi kênh mua bán trao đổi ô tô của em Đức Hải Dương. Và sau đây em Đức sẽ kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn ở những video clip sau. Vâng, em Đức chào các bạn nhá.